Đồ gỗ văn sáu xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Như tất cả quý vị và các bạn đã biết thì trên thị trường hiện nay có rất nhiều các cơ sở sản xuất về các sản phẩm đồ thờ, án gian thờ. Hôm nay thì đồ gỗ văn sáu sẽ giới thiệu cũng như là chia sẻ cho quý vị một số mẫu bàn thờ để cho tất cả quý vị tham khảo, từ cái mẫu kích thước nhỏ đến kích thước lớn, từ cái mẫu được đục đơn giản đến đục phức tạp, các mẫu án gian đến các cái mẫu sập thờ trên các dòng gỗ, ví dụ như gỗ hương, gỗ mít, gỗ gụ và gỗ cẩm vàng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về như thế nào là một bộ sập thờ và án gian thờ bằng gỗ đẹp. Để có được một bộ sập thờ, bàn thờ và án gian thờ gỗ đẹp thì cần hội tụ rất nhiều yếu tố, từ cái chất gỗ cho tới điển tích hoa văn cần phải đẹp và tinh xảo trên cái các cái bộ án gian cũng như là các bộ sập thờ. Đầu tiên về chất gỗ, đây là điểm đặc biệt cần thiết cho tất cả các dòng sản phẩm đồ gỗ được làm trên không gian thờ cúng bằng gỗ cao cấp. Đối với những bộ sập thờ, bàn thờ, án gian bằng gỗ cao cấp thì chất gỗ được chọn cần phải lựa chọn những chất gỗ hàng đầu như là gỗ gụ, gỗ hương, gỗ gõ, gỗ mít và gỗ rổi. Đây đều là những cái chất gỗ tốt, ít cong vênh, nứt nẻ và không bị mối mọt. Đặc biệt thì tinh chất gỗ thơm và phù hợp với phong thủy đồ dùng trong đồ thờ cúng. Ta phải chọn những cái chất gỗ mà có phần thịt gỗ không được nứt hoặc là dính rác gỗ trong các sản phẩm về đồ thờ khi đã thành phẩm. Vì vậy là để có được cái khâu này hoàn thiện thì quý vị cần phải lựa chọn thật là chi tiết và khắt khe và thận trọng để có thể lựa chọn được cái sản phẩm bàn thờ, án gian thờ gỗ đẹp và chất lượng nhất. Tiếp theo thì đến với cái điển tích hoa văn. Mỗi một kiểu dáng, mẫu mã trong cái bàn thờ bằng gỗ đều có nét đẹp riêng biệt khác nhau, thiết kế hài hòa tinh tế, những chi tiết đục chạm phải được đục chạm tinh xảo sạch sẽ. Phần con giống như chim chóc hay là các tích như tích long quy, chim phượng trông phải thật giống, thần thái trông thật là hài hòa, cũng như là hoa lá cành phải mềm mại uyển chuyển, cũng như là những cái đường cưa mộng phải sắc sảo và kín kẽ chắc chắn chứ không được sộc sịch. Và tiếp theo đó là khâu hoàn thiện. Thì khi mà hoàn thiện các sản phẩm đồ thờ có rất nhiều các kiểu dáng, mẫu mã và kèm theo đó là nhiều kiểu hoàn thiện với các cái màu theo yêu cầu của khách hàng. Thông dụng nhất là các sản phẩm được PU và sơn bóng nổi vân gỗ tự nhiên. Cũng có rất nhiều người lại lựa chọn làm vét ni giả gỗ, hoặc là dù có làm kiểu nào đi chăng nữa thì phần nguội cần phải được thực hiện thật chi tiết. Khi làm PU cần phải đủ 3 lần, sơn bóng 2 lần. Còn đối với các sản phẩm làm vét ni giả thì cần phải làm đi làm lại và trà 7 lần. Có như thế thì sản phẩm mới được bóng mịn và vân gỗ nổi tự nhiên. Còn đối với những sản phẩm sơn son thiếp vàng thì cần đủ nước sơn và đặc biệt là nước vàng thiếp phải bóng mịn trông như vàng thật. Tiếp theo thì câu hỏi đó là bàn thờ án gian thờ đẹp thì giá thường sẽ là bao nhiêu? Thì bàn thờ và án gian thờ gỗ đẹp giá bao nhiêu? Đây là danh từ chung để gọi cho những sản phẩm đồ thờ cúng, gia tiên hay là bàn thờ Phật cũng vẫn được sử dụng như vậy. Tuy nhiên thì bàn thờ nó sẽ khác biệt hoàn toàn với sập thờ. Đặc điểm dễ nhận thấy thì các mẫu bàn thờ sẽ được thiết kế nhỏ gọn hơn, điển tích hoa văn nhẹ nhàng, thanh thoát, không hầm hố. Những điển tích thường có trong bàn thờ các mẫu như là các mẫu chân quỳ, kích thước thông thường sẽ là chân 10 đến 12 đến 14. Và đây là kích thước để thiết kế phù hợp đối với kích thước của các án gian thờ. Tiếp theo là sập thờ. Sập thờ là một kiểu khác hoàn toàn so với mẫu án gian thờ, với những cái thiết kế cầu kỳ hầm hố hơn, với hai tích thường dùng đó là tứ linh và mai điểu, và phần nào cũng có cả tích hoa sen. Và kích thước sập thờ, kích thước chân cũng lớn hơn rất nhiều so với các bộ án gian. Kích thước chân được chọn là 16, 18, 20, 22, 24 và là chân vuông, còn có thể hơn thế nữa tùy thuộc vào kích thước của bộ sập thờ. Sập thờ thường phù hợp với kích thước lớn cho nên sẽ rất ít người chọn những mẫu sập thờ với kích thước nhỏ. Những tích mai điểu và tích tứ linh thông thường sẽ có giá rẻ hơn tích hoa sen khoảng 3 đến 4 triệu đồng. Với những kích thước thông thường sử dụng như là rộng 1m75, cao 1m17, sâu 81, chân vuông 16, chạm tứ linh hoặc mai điểu gỗ hương đá sẽ có giá động từ 20 triệu đồng và gỗ gụ sẽ có giá dao động từ 19 triệu đồng trở lên. Gỗ hương đỏ, gỗ rồi và gỗ mít sẽ có giá dao động từ khoảng 13 triệu đồng với kích thước rộng khoảng 1m97 và sâu 1m07, cao 1m17 và chân 20.
Vuông gỗ hương đá sẽ có giá là tầm khoảng hơn 23 triệu đồng, gỗ cụ sẽ là hơn 21 triệu đồng và gỗ rổi cũng như gỗ mít sẽ có giá trên 16 triệu đồng. Kích thước rộng khoảng 2m17, sâu 1m07, cao 1m17, chân 22 hoặc chân 24 gỗ hương đá sẽ có dao động vào khoảng 28 triệu cho đến 30 triệu đồng. Gỗ hương đỏ, gỗ rổi, gỗ mít sẽ có giá dao động trên 20 triệu đồng. Còn đối với kích thước rộng hơn, lớn hơn thì có thể tùy theo cái thiết kế sao cho phù hợp. Và vừa rồi thì quý vị và các bạn vừa được nghe theo dõi và chia sẻ về như thế nào là một bộ án gian, bộ sập thờ đẹp. Và giữa án gian và sập thờ thì có gì khác nhau? Và tham khảo một số cái kích thước của án gian sập thờ và một số cái giá thành tùy theo cái chất gỗ. Thì tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi qua một số cái tác phẩm án gian thờ và sập thờ để quý vị và các bạn có thể tham khảo. Đầu tiên thì quý vị và các bạn đang thấy một cái mẫu án gian được làm trên cái dòng gỗ hương. Hai mẫu này cỡ nhỏ, kích thước là cao 1m75 và chiều dài là 1m27. Mẫu này thì được đục với lối họa tiết hoa văn đó là hoa sen. Được làm trên cái chất liệu đó là chất liệu gỗ hương đá với kích thước vừa nhỏ, thích hợp cho quý vị và các bạn trang trí sử dụng đối với cái không gian thờ cúng nhỏ vừa phải. Quý vị và các bạn có không gian thờ cúng không quá rộng, quý vị và các bạn sẽ mua mẫu án gian cỡ nhỏ như đang có ở trên màn hình. Đấy, thì quý vị sẽ có được một bộ án gian đẹp và cân đối. Về lối nét đục của bộ này thì quý vị thấy ở cái phần yếm trước thì được đục đó là hoa sen. Toàn bộ sản phẩm này thì sẽ là được sơn phủ một lớp PU bóng với những đường nét đục trên cái máy đó là máy CNC. Tiếp theo là mẫu án gian thứ hai, thì mẫu này là mẫu chân triện, được làm trên dòng gỗ đó là dòng gỗ cẩm vàng. Thì cái mẫu này chưa được sơn PU mà vẫn đang để mộc, thì mẫu này được đục với họa tiết hoa văn đó là chữ phúc lộc thọ kèm theo hoa sen. Mẫu này là mẫu một cổ, quý vị và các bạn mua thì chọn bộ này sẽ có một cái án gian và bên dưới là một cái bàn cúng cơm. Chọn bộ này sẽ có hai sản phẩm là một bộ án gian và một bộ bàn cúng cơm nhỏ phía bên dưới. Toàn bộ phần yếm trước sẽ được đục họa tiết hoa văn phúc lộc thọ và hình cá chép kèm theo đó là hình hoa sen. Ở phần yếm đằng trước cũng được đục hình hoa sen. Mẫu án gian thờ này sẽ có ý nghĩa mang lại phúc đức, mang lại cho chúng ta tài lộc và mang lại cho chúng ta về sự trường thọ. Và chúng ta sẽ đến với mẫu tiếp theo. Thì mẫu này thì cũng là án gian thờ chân triện. Mẫu này thì khác so với các mẫu quý vị và các bạn vừa theo dõi. Mẫu này đó là cái mẫu được thiết kế thành 2 tầng ở phía bên trên. Cái này thì sẽ được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng và bộ này được làm trên cái chất liệu đó là chất liệu gỗ mít và đã được hoàn thiện. Bộ này thì quý vị và các bạn mua thì sẽ có luôn cả một mâm cúng cơm phía bên dưới cũng được làm trên chất liệu là gỗ mít. Đối với họa tiết hoa văn trên cái mẫu này sẽ được đục đó là tứ quý, tùng cúc trúc mai. Phía vị trí cao nhất thì chia làm hai phần, phần bên trên thì sẽ cho chúng ta thờ những cái thứ bậc cao hơn trong cái không gian thờ cúng của từng gia đình một. Tiếp theo thì ở đây cũng là một cái bộ được làm trên cái dòng gỗ mít tang 100%. Tuy nhiên bộ này là cái bộ án gian thờ và được thiết kế đó là hai cổ. Quý vị và các bạn có thể thấy trên cái phần cổ khác so với các mẫu vừa rồi, đó là được thiết kế thành 2 tầng. Cái này thì sẽ có phù hợp cho quý vị nào có sở thích muốn mua một cái bộ án gian mà có 2 cổ và có chiều cao hơn so với các mẫu vừa rồi. Phần cổ sẽ dao động vào khoảng 20cm và chia làm 2 phần. Mẫu này thì cũng sẽ được đục đó là hình cuốn thư và các đồng tiền xu. Và họa tiết hoa văn thì sẽ được đục là hình cuốn thư ở tâm giữa của cái phần cổ, bên dưới là các đồng tiền xu được đục đối xứng hai bên.
với một màu vàng tự nhiên của chất liệu gỗ Mita. Quý vị và các bạn muốn mua mẫu hai cổ thì hãy liên hệ Đồ Gỗ Văn Sáu để đặt ngay cái mẫu hiện đang có ở trên màn hình. Vừa rồi là các mẫu an gian và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với sập thờ. Sập thờ thì phổ biến nhất của bên trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu đó là sập thờ Mai Điểu và sập thờ Tứ Linh. Cái bộ sập thờ quý vị và các bạn đang được nhìn thấy thì bộ này được làm trên dòng gỗ đó là dòng gỗ hương và được đục với cái tích đó là tích Mai Điểu. Và hình đó là hình chim điểu kèm theo hình hoa mai và được đục rất là dày trên cái phần yếm trước. Mẫu này cũng được thiết kế là hai cổ. Và phần chân sẽ dao động vào khoảng hơn 20. Được đục hình trái đào. Ở tâm chính giữa là một chữ thọ và hình con rơi. Và phần cổ thì được đục hình cuốn thư với cái phần mặt rất là phẳng đẹp với đường vân của dòng gỗ hương. Quý vị và các bạn muốn mua mẫu này thì hãy liên hệ Đồ Gỗ Văn Sáu qua cú pháp đó là sập thờ Mai Điểu gỗ hương để được tư vấn cũng như là được đặt hàng về mẫu sập thờ này. Và mẫu sập thờ tiếp theo đó là mẫu sập thờ Tứ Linh. Mẫu sập thờ quý Tứ Linh quý vị đang thấy thì được làm trên cái dòng gỗ đó là dòng gỗ gõ. Với chân được thiết kế rất lớn, đục là đục kỳ lân ở phần chân và cổ thì cũng được thiết kế là cái mẫu hai cổ. Phần yếm trước thì được đục bốn cái hình tượng rất mạnh mẽ và uy quyền, đó là long lân quy phụng kèm theo phần tâm chính giữa đó là hình mặt hổ phù. Mẫu này được làm trên chất liệu gỗ gõ với cái phần chân lớn và được đục tứ linh rất là cầu kỳ chi tiết, và mẫu này sẽ có giá dao động là trên 30 triệu đồng để cho tất cả quý vị và các bạn tham khảo về mẫu này. Phần cổ được đục đó là song long trầu nguyệt. Mẫu này thì rất là đẹp về họa tiết hoa văn và đẳng cấp về cái nét đục và hầm hố về kiểu dáng thiết kế. Và chúng ta sẽ đến với mẫu cuối cùng có trong nội dung video, thì mẫu này thì giá thành sẽ là giá thành cao nhất và được làm trên dòng gỗ đó là dòng gỗ hương. Mẫu này được đục sẽ nhiều chi tiết hơn. Phần yếm sẽ được đục là tứ linh, long lân quy phụng. Phần chân thì sẽ là hai chú kỳ lân cõng cả một bàn thờ. Còn cái phần tâm chính giữa đó là cái phần được đục tứ linh tùng cúc, tứ linh kết hợp với lại tứ quý đó là tùng cúc trúc mai và long lân quy phụng. Với chi tiết thì được đục kênh bông và mạ vàng và được thiết kế phần mặt kính để cho chúng ta sử dụng không bị bụi bám vào và dễ trong cái việc sử dụng và lau chùi. Bộ này sẽ được đục rất là cầu kỳ chi tiết từ cái phần mặt trước này, mặt yếm này, phần hồi hai bên. Giá thành của một bộ như thế này thì sẽ có giá tùy kích thước nhưng giá sẽ dao động vào trên 60 triệu đồng. Bộ này thì thích hợp cho quý vị nào sử dụng cho cái không gian nhà trưởng hộ và có cái không gian thờ cúng lớn thì chúng ta sẽ sử dụng bộ sập thờ này. Và trong video ngắn ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu rất chi tiết về lựa chọn sản phẩm đồ thờ cũng như là sập thờ và án gian thờ thì như thế nào, và báo giá một số sản phẩm cho quý vị và các bạn tham khảo. Quý vị và các bạn theo dõi video ngày hôm nay muốn mua các bộ án gian thờ cỡ nhỏ, án gian thờ chân chuyện và ban thờ, sập thờ tứ linh, sập thờ Mai Điểu có thể liên hệ Đồ Gỗ Văn Sáu qua số điện thoại rất quen thuộc 0968152070 và 0972282070. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để được theo dõi các nội dung video mới nhất. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các nội dung tiếp theo.